chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại số 222 Đội Cung, phường 9, quận 11. Ở đây thì có một cái thú vui tao nhã, đó là hồ cá coi. Và thường mọi người đến đây á, thì có thể là cho cá coi bú sữa. Ở đây thì có sân vườn, có điểm tâm sáng, có cơm văn phòng, rồi có máy lạnh, sân khấu ca hát vân vân ha. Hôm nay thì trưa rất là nắng. Và ở đây thì Lý Hương thấy treo khá là nhiều những lồng đèn để chắc là sắp mừng lễ Phật đản. Giờ chúng mình sẽ đi vô nha. Cà phê Arena. Hai hàng tre rợp bóng. Thank you.
bài. Ở đây thì có rất là nhiều hệ thống phun nước, phun sương. Ok.
tay vô nhưng mà nhát. Nó không cắn đâu. Ôi giật cái miệng nó đứt đấy. Không, sao? nó không có lưỡi. Có duyên với cá đấy. Ôi sợ quá. Đẹp lắm. Đấy, sau này phải làm một cái hồ có hồ cá như thế. Xây nhà mà không có hồ cá koi thì vứt. Mấy con này bự cơ ha, con nào thấy cũng khỏe, bao ký có à. Cảm giác của em như thế nào? Nói chung là rất là vui. Khi mà em để cái tay vô thì em sợ nó cắn. Giờ bỏ xuống cho nó cắn nữa đi xem nào. Ôi con này bự chưa? Nhìn nó sợ. Nhìn nó. Để tao rất nhìn sợ. Không có răng hả? Không có răng, không có răng mà. Sao nó cá mập cắn chết rồi. Không, cái con cá này giống nó không có răng. Ở đây họ nuôi, họ nói hôm trước anh tưởng là có răng nhưng mà các bác cứ bảo không có răng. Sờ thoải mái. Rát chết. Nói chung là bye bye. Đây rất là vui. Đây là một cái vui mà chúng ta có thể là xả stress đúng không? Xả stress là một cái thức ăn như thế này thì chỉ có giá là 10.000 thôi. Và tại là Arena Coffee Coi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong những video.